Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay là mình đang có mặt ở vườn quýt Hoàng Hú ở Bắc Sơn đây. Đấy, thì hôm nay là nghe nói ở trong này có rất nhiều quýt ở Bắc Sơn rất ngon. Thì mình đưa các bạn đến vườn quýt Hoàng Hú và đi sâu vào tận trong kia coi. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đi cùng mình vào tham quan nhé các bạn nhé. Dạ vâng. Chào các bạn nhá. Rồi, để vừa đi vừa quay chia sẻ một tí khu du lịch này cho anh em các bạn cùng xem. Chào bác nhá. Em lên trước nhá. Đây. Vườn quýt Hoàng Hú. Mình là người nhà. Đấy. Người nhà. Ôi à. Ở trong ôi à. Nghe nói ở trong qua khu núi đá này sẽ là một vườn quýt Bắc Sơn rất nổi tiếng các bạn nhá. Đấy. Thành khu du lịch đây. Hiện tại dưới kia cũng có rất nhiều khách tham quan du lịch đến chơi tham quan vườn quýt này các bạn ạ. Này, tiếp tục vào trong này. Ôi lên này mát lắm nhờ. Thì hiện tại là mình chưa bao giờ mình có dịp lên Hoàng Hú này chơi. Đấy, hôm nay là mình có dịp vào trong Bắc Sơn. Đặc biệt là Bắc Sơn nổi tiếng với quýt Bắc Sơn mà. Cho nên là mình tiện thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Ôi, vào đây mà chơi thôi. Ui, chẳng có gì. Không có gì à? Ui, nhiều. Ôi, vào sâu đấy nhở? Một tí mà đến đâu mày? Đến chưa? Đến ngay rồi. À. Đấy, ui. Vào đi anh. Em vào nhiều rồi. Trong này là làm khu vực rất là ấy nhở? Còn hoang sơ lắm. Trong này rất là mát. Ngồi đây có nước này. Đây có nước. Nước tù. À. Đấy. Gọi là hang. Hang Hú. Đến trên nhỉ. Ôi còn lên đây nữa. Ở đây có những cái chòi à. Đây không ạ, đây là vườn quýt đây đúng không? Đi. Ở đây những cái quýt đây đúng không? À, mùa này chín hết rồi đây. À, đây có những cái chòi để ăn uống anh nhỉ. Đây vườn quýt. Nhìn hơi xa nhưng chẳng thấy. Đấy. Các chòi cho du khách đến nghỉ ngơi, ăn uống. Hả? Đấy, đây là những cây quýt đây các bạn này. Những cái quýt Bắc Sơn này. Ở trong khu vực này có họ trồng rất nhiều quýt. Đấy, tất cả là đây là gốc quýt hết nhé. Đấy. Quả. Có tầm khoảng 30 gốc quýt. Có tầm 30 cây này. Ở trên kia đấy. Ở trên khu vực này tầm 30 gốc quýt ở đây. Quả rất sai. À, đi vào trong này. Ô, anh Dương vào đây rồi cả. Vào đây rồi. À,
Đây đây đây. Ui đây, trong này quýt bạt ngàn đấy. Đấy. Hoa rất đẹp. Đây các bạn nhá. Ui, mình ở khu vực kia là bạt đó. 20-30 gốc nhờ trong đây để bạt ngàn luôn nhờ. Cầu lên đỉnh. Ui, quýt to thế. Quả quýt to này nhờ. Đây nhìn này. Cầu lên đỉnh. Qua men sang đây. Cầu tre, cầu tre. Đấy, qua đây là qua một cầu tre. Đấy bạn nào, quýt trong là bát ngàn luôn. Bát ngàn quýt. Đấy, chính gốc quýt Bắc Sơn luôn này. Sai lắm. Đây, quả quýt bát ngàn đây các bạn này. Đúng luôn quýt Bắc Sơn đấy. Đúng quýt Bắc Sơn đấy. Nếu mà đây là không phải quýt Bắc Sơn thì ngày mai mình chuyển địa danh cho tao ấy. Đấy. Đặc sản Bắc Sơn, quýt Bắc Sơn mà. Đúng rồi, quýt Bắc Sơn. Không ngọt như là quýt nhập đâu. Vâng, nhưng nó ngọt kiểu khác, kiểu sắc. Ngọt ngon. Nổi tiếng. Con đợi, con xuống đi, con quay lại đi. Con lại đợi đợi bà sang đã. Nhiều quýt lắm. Đúng rồi, đó. Tất cả đây toàn cây quýt. Đấy. Vâng ạ. Cái lên đường này lên trên đỉnh này. Còn đường này nữa. Đường lên đỉnh đây. Đó, mình lên cầu lên đỉnh nha các bạn này. Còn lên trên tít trên cao các bạn ạ. Đấy, có rất nhiều khách đến du lịch chơi. Có lên xa lắm. Lên đỉnh. Thôi. Cảnh quan rất là đẹp. Đấy, trong khu vực này rất là nhiều quýt Bắc Sơn trồng trong khu, trong hang. Những cái quýt này chắc là lâu năm lắm rồi. Này. Toàn bộ đây là cây quýt các bạn nhé. Quả rất là to luôn. Ở dưới kia quả to lắm. Vì trong này nhiều cây quýt. Cho nên là họ làm mở khu du lịch luôn. Để mọi người tham quan. Vườn quýt hang hũ. Đấy, bạn nào có dịp là các bạn đến tham quan vườn quýt hang hú rất là đẹp các bạn ạ. Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang. Đây, ở đây có một ngôi chòi rất là đẹp luôn các bạn này. Ôi, con cá. Cá coi. Không nô đùa, chạy nhảy. Đây có hồ cá coi các bạn. Đấy. Không, cá đẹp thế nhỉ. Hồ cá. Đây có một ngôi nhà trời rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy. Đây là bể tắm, bể bơi đấy. Mùa hè là mọi người thoải mái tắm ở đây. Đấy các bạn ạ, thì hiện tại là video mình hôm nay đi tham quan vườn quýt hang hú Bắc Sơn. Đấy, cũng không đi được hết, nhưng mà muốn chia sẻ cho các bạn một tẹo tẹo chút chút ở khu vực hang hú này.